Chúng ta đang ở đây tại câu lạc bộ Diamond Bắc Mỹ cùng với những lãnh đạo của chúng ta. Tôi đang tràn đầy năng lượng để giúp cho IBO thành công. Tôi thực sự bị kích thích bởi công nghệ, thông tin về sản phẩm mới Artistry Studio Skincare SS and by Nutrilite, một sự chuyển đổi mới đầy hấp dẫn từ công nghệ RFID khiến việc bán hàng của khách hàng đối mặt dễ dàng hơn ít 10 lần. Tôi đã không thể dừng bản thân ở việc nghĩ về việc thử nghiệm nó, và đây là cách nó hoạt động. Điều gì xảy ra nếu như mua hàng Amway chỉ bằng một lần nhấn? Với công nghệ RFID, việc mua hàng sản phẩm với Amway và công nghệ sẽ giúp dán một con chip quy lực bằng công nghệ RFID lên sản phẩm. Những dán nhãn này được con chip này lưu lại, cho phép nó giao tiếp điện thoại qua kết nối không dây. Gần đây, chúng tôi đã thêm những miếng dán RFID lên những sản phẩm Amway được chọn. Mỗi nhãn dán chứa một mã riêng biệt, là nó có đường dẫn đến cái kinh doanh Amway riêng của bạn. RFID là công nghệ khiến việc bán hàng mới đối với khách hàng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, và cũng rất dễ dàng tiếp cận khách hàng qua sản phẩm. Bạn có thể bán hàng từ kho của bạn, nhận tín dụng cho việc bán hàng với khách hàng và hợp thức hóa quy trình đặt hàng. Every product is an opportunity for an order or a reorder. For example, if you sell a product to a customer, nếu khách hàng muốn mua lại sản phẩm, họ chỉ việc lên smartphone và quét cái mã RFID, hoặc họ có thể dùng camera để quét QR. Họ sẽ được đưa đến trang bán hàng trực tuyến để mua lại sản phẩm thông qua Amway, và bạn nhận được tín dụng cho việc này. Đây chính là sự đổi mới rất nhanh và thực sự dễ dàng. Cộng đồng phát triển thương mại điện tử Amway, đội ngũ cộng đồng phát triển thương mại điện tử Amway tích cực từng ngày cho việc tuyệt vời này. Và xin